Anh nhiều lúc cảm thấy là kiệt sức luôn á. Ngày nào cũng làm 11 tiếng rưỡi, mệt lắm chị, đuối lắm nhé. Thu nhập thấp thì tụi em phải bắt buộc tụi em phải tăng ca, làm thêm giờ. Người lao động phải tái tạo sức lao động để ngày hôm sau người ta làm việc tốt hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm giờ làm cho người lao động. Vâng, có một thông tin gây chú ý trong thời gian vừa qua, đó là người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh phải làm việc nhiều hơn mức trung bình của cả nước là một ngày. Có nghĩa là nếu như bình quân lao động cả nước làm việc khoảng 5 ngày rưỡi một tuần, thì tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 6 ngày rưỡi một tuần. Thời gian làm việc quá nhiều khiến cho nhiều người không có thời gian cho gia đình, thậm chí là không có thời gian để nghĩ đến việc sinh con thứ hai. Vì sao những người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh lại phải làm việc nhiều hơn? Chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện sau đây. Chủ nhật, thế nhưng anh Dũng vẫn phải đến xưởng may ở quận Bình Tân để làm việc. Chỉ khác là hôm nay vợ chồng anh sẽ được về nhà lúc 5 giờ chiều. Còn những ngày khác trong tuần thì phải tăng ca đến 8 rưỡi tối. Tính ra mỗi ngày anh chị phải làm việc từ 9 đến 11 tiếng và không có ngày nghỉ. Ngày nào cũng làm 11 tiếng rưỡi, mệt lắm chị, đuối lắm, như đến phần em ngồi chiều mai nữa, mệt lắm, tối giờ em lả người luôn. Nếu như mà làm tới 6 giờ thì nó giảm được cho em 2 giờ tăng ca nữa, 2 giờ rưỡi tăng ca nữa. Là tụi em chỉ làm có tính 9 tiếng rưỡi thôi, cho nên tụi em sẽ khỏe được một chút. Anh Dũng cho biết, với mức lương hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, nếu không tăng ca thì không đủ trang trải chi phí. Do đó, để có thu nhập 8 triệu đồng mỗi tháng, anh chị không còn chút thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc gia đình, thậm chí phải gửi con ở quê. Gửi con dưới quê cũng đứt từng đoạn ruột, nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh phải bắt buộc phải xa con đi làm mới có tiền mới lo cho con. Còn cũng có muốn có con nữa, cho có anh, có em rồi, cho nó anh em nó hữu hỷ. Mà kinh tế thì tụi em làm công nhân thì nó không có thu nhập cao, trang trải không nổi. Thành thử ra bây giờ cũng gắng bóp bụng mà chịu thôi. Không tăng ca thì đâu có được mà có tiền để lo cho con sau này đâu. Cho nên phải ráng thôi. Cũng mong muốn có thêm đứa nữa lắm nhưng mà chi phí không đủ cho nên đành phải ghép lại thôi. Không riêng gì vợ chồng anh Dũng, ở xưởng may này có khoảng 400 công nhân. Và dịp Tết ai cũng phải tăng ca để kịp đơn hàng và có thêm thu nhập. Tính ra mỗi tuần những người như anh Dũng, chị Thuận phải làm việc từ trên 60 đến 70 giờ. Và phía sau những giờ làm việc tăng ca là cuộc sống gia đình tạm bợ, không còn thời gian cho con cái và cho chính bản thân mình. Vâng, câu chuyện của anh Dũng, của chị Thuận trong phóng sự vừa rồi cũng là tình trạng chung của rất nhiều người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Theo như Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thì người lao động ở thành phố Hồ Chí Minh phải làm việc quá nhiều. Theo ông Nguyễn Thiện Nhân thì việc tăng ca cho công nhân làm thêm giờ không có nghĩa là năng suất lao động sẽ tăng lên. Đặc biệt, việc cán bộ công chức làm 40 giờ mỗi tuần, trong khi đó người công nhân lại làm việc 48 giờ mỗi tuần là chưa công bằng. Đó là chưa kể đến việc nhiều người làm tăng ca lên đến 6,5 ngày một tuần là quá nhiều, không có thời gian để nghỉ ngơi, để chăm sóc gia đình và bản thân. Hiện nay thì năng suất lao động của thành phố Hồ Chí Minh đang cao gấp 3 lần cả nước, do đó cần phải giảm giờ làm xuống để đảm bảo sức khỏe và chất lượng sống cho người lao động. Chủ trương giảm giờ làm cho người lao động là rất cần thiết, thậm chí là bức thiết. Tuy nhiên, phải làm như thế nào lại đang là một bài toán không dễ giải với cả người lao động và chủ doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay khiến công nhân phải tăng ca là do mức thu nhập của người lao động còn quá thấp, chưa đảm bảo đời sống. Mức lương tối thiểu phải tiếp tục được điều chỉnh tăng mới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động ở thành phố. Vì mức lương tối thiểu chúng ta chưa đảm bảo nhu cầu sống của người lao động. Do đó chúng ta cần thiết phải xây dựng những cái quy chuẩn đánh giá chính xác về lương tối thiểu. Làm sao lương tối thiểu phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình của họ. Thì khi đó người lao động sẽ an tâm. Không đảm bảo thu nhập, người lao động phát sinh nhu cầu phải làm thêm giờ, tăng ca. Đối với doanh nghiệp, tăng giờ làm chưa hẳn làm tăng năng suất lao động, thậm chí là còn giảm. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp vẫn chọn hình thức này vì chưa thể ngay lập tức đầu tư máy móc, trang thiết bị để nâng cao năng suất lao động. Công nhân may có tay nghề không có. Cái Việt Nam mình đang bị cái tình trạng nó rất là nhiều. Mình cần lao động có kỹ năng nhưng mà hầu như là mình phải đào tạo hết 100%. Khó khăn trong việc đầu tư máy móc tiên tiến, hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp chủ yếu dựa vào sức lao động và kỹ năng của công nhân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng phần lớn công nhân hiện nay không được đào tạo. Giá thị trường, giá mua 3-4 năm gần đây không tăng giá. Nhưng
chi phí của chúng ta đã tăng tới 50%, 60%. Là các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam đã phải chủ động trong cái tiến trình phát triển hội nhập thiết bị và công nghệ để đáp ứng cái năng suất lao động, đủ bù đắp cái chi phí. Lương thấp phải làm thêm giờ thì không có thời gian chăm lo cho gia đình, chất lượng cuộc sống thấp. Vòng luẩn quẩn gắn với chữ thấp đó chỉ có thể giải quyết được nếu lương tăng, mà muốn tăng lương thì phải có tay nghề cao và năng suất lao động tốt. Như vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay để giải bài toán giảm giờ làm việc cho người công nhân đó là phải nâng cao năng suất lao động, đảm bảo thu nhập cho người công nhân. Đây là một bài toán khó. Tuy nhiên hiện nay thì đã có rất nhiều những doanh nghiệp đã từng bước thực hiện việc giảm áp lực làm việc cho người công nhân. Dành 15 phút để nghỉ giữa giờ cho công nhân tập thể dục, thư giãn là cách mà công ty dệt may này giảm bớt áp lực làm việc cho công nhân. Thứ nhất là chúng tôi giúp được cái bệnh là đau cổ, thứ hai là đau lưng cột sống, chân tay đỡ mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái tinh thần để có hương phấn làm việc. Hiện nay đã có gần 30 doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dành 15 phút giữa giờ cho công nhân tập thể dục. Mặc dù mất thời gian cho sản xuất nhưng bù lại năng suất lao động lại tăng lên. Bình thường nếu cái giờ mà không được tập thể dục á thì nó sẽ buồn ngủ, thì thao tác nó chậm. Nhưng mà sau khi mà tập thể dục xong á thì nó có cái nguồn năng lượng mới á, giống như là một nguồn sức mạnh mới á, thì nó sẽ may nhanh hơn, thì nó sẽ bù lại những cái số lượng mà cái giờ mình tập mình bỏ ra. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đã áp dụng giờ làm việc cho công nhân là 8 tiếng mỗi ngày để năng suất lao động tăng lên. Thì sáng đi làm là 7 giờ và chiều đi làm là 4 giờ rưỡi, 5 giờ đã tăng ca. Và chủ nhật cũng có nghỉ định kỳ. Người lao động phải tái tạo sức lao động để ngày hôm sau người ta làm việc tốt hơn. Giảm giờ làm, tăng năng suất lao động. Đây cũng chính là cách để các doanh nghiệp thu hút lao động tay nghề cao và giữ chân người lao động gắn bó với mình. Tăng năng suất bằng kéo dài thời gian làm việc, đó là một cái quan điểm tôi nghĩ hiện giờ không phù hợp nữa. Bởi vì có thể là người lao động đang làm việc một cường độ như vậy, nhưng họ chỉ cần nghỉ 5 phút, họ tập thể dục giữa giờ, một số doanh nghiệp đánh giá thì họ trở lại thì cái năng suất cao hơn.